xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nhìn trang trại xanh tốt thế này, ít ai tưởng tượng được đây đã từng là vùng đất nhiều sình lầy chua phèn, trồng lúa kém hiệu quả, cho thu nhập thấp. Từ khi có chính sách dồn điền đổi thửa và đề án chuyển đổi đất trồng lúa năng suất hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác của tỉnh, người nông dân ở Hà Sơn như được cởi trói. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn cải tạo đất đai, đầu tư khoa học kỹ thuật trên chính mảnh ruộng của mình. Trên diện tích khoảng 10 ha đất lúa kém hiệu quả, người nông dân này đã thực hiện quá trình chuyển đổi một cách thành công. Từ năm 2007 là chuyển sang những cây trồng vật nuôi, như nuôi ba, ốc nhồi, làm hoa, làm các cái loại cây trồng. Năm 2020 thì tổng thu thì chi phí rồi cũng được tầm khoảng lẻ 100 triệu trong một năm. Nhờ vào việc tập trung chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp, đến nay xã Hà Sơn đã chuyển đổi được khoảng 100 ha đất lúa kém hiệu quả, quy hoạch xây dựng vùng chuyển đổi dành riêng cho các loại cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và vật nuôi cho giá trị cao. Thì trong quá trình làm một số hộ thì cái việc mà chuyển đổi từ cây lúa để chuyển sang cái nuôi trồng thủy sản rồi nuôi trồng các loại cây mà có hiệu quả thì từng bước được có hiệu quả, thì sau đó thì cái phong trào mà chuyển đổi rồi là chuyển thành cái mô hình trang trại thì có phát triển rất là mạnh ở địa phương xã. Thu nhập trung bình thì tính theo diện tích thì khoảng 70 đến 100 triệu trên một hecta. Thành công từ những mô hình trang trại này nay đã được nhân rộng ra cả xã. Người nông dân đã nhận được những trái ngọt từ một chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó là một quá trình bước đầu giúp họ thoát nghèo thành công. Ở trong khu liên hợp của xã Hải Sơn thì chúng tôi các trang trại với nhau là liên kết như vừa rồi là chuyển đổi là đất 50 năm thì cũng có là tập trung anh em là họp mặt để mà là san sẻ cái kinh nghiệm làm ăn về cây rồi là chuồng trại rồi chăn nuôi các loại như gà, vịt, ếch, lợn rừng rồi chăn nuôi các cái con gia cầm, súc gia cầm, rồi nhất là chuyển đổi với cây từ cây lúa sang cây lưu niên có hiệu quả cao rất nhiều. Năm 2020, Thanh Hóa đã chuyển đổi linh hoạt được hơn 6.000 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây khác đạt giá trị cao hơn, xây dựng được diện tích liên kết sản xuất và bao tiêu các sản phẩm trồng trọt theo vùng tập trung hơn 67.700 ha một năm.